màn hình này có mức giá chỉ 2.500.000 đồng. Màn hình này có giá lên tới 25 triệu đồng. Vậy thì chúng khác nhau ở cái gì? Và chúng ta sẽ chọn loại nào để phù hợp với cái nhu cầu tài chính của mình mà không bị mất tiền oan? Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Trong thời gian qua thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị xin ý kiến về việc lựa chọn loại màn hình nào phù hợp trên thị trường. Và ngày hôm nay chúng tôi quyết định là tập hợp ở đây 6 loại màn hình với mức giá hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, màn hình này có mức giá chỉ 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng, tôi xin được nhắc lại là như vậy. Trong khi đó, màn hình này có giá lên tới 25 triệu đồng. Thoáng nhìn tất cả các loại màn hình này, chúng ta sẽ thấy là dường như là nó đúc từ một khuôn ra, rất na ná nhau. Và thậm chí cá nhân tôi nếu như mà bịt hết tất cả logo lại, rất khó có thể phân biệt. Vậy thì chúng khác nhau ở cái gì? Có những cái gì khác biệt về mặt tính năng sử dụng? Và chúng ta sẽ chọn loại nào để phù hợp với cái nhu cầu tài chính của mình mà không bị mất tiền oan? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Rồi bây giờ, trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi xin được giới thiệu sơ qua về nguồn gốc xuất xứ cũng như một vài cái khác biệt đầu tiên của 6 màn hình xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là cái màn hình 2,5 triệu chúng tôi mua trên chợ online. 2,5 triệu. Tiếp đó, cái màn hình thứ hai cũng mua trên chợ online với mức giá là 4 triệu đồng. Tiếp theo là 4 cái màn hình chúng tôi mua của một nhà cung cấp có mặt tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên, đó là cái màn hình này có mức giá là 5 triệu 500 nghìn đồng và được bảo hành 18 tháng. Tiếp đó, cái màn hình này có mức giá là 9 triệu 8 và được bảo hành 2 năm. Tiếp theo, cái màn hình này liền cam 360 độ, cũng được bảo hành 2 năm. Và cuối cùng, ấn tượng nhất, cũng là màn hình liền cam 360 độ, 25 triệu và được bảo hành tới 5 năm. Một cái mức bảo hành mà chúng tôi chưa từng gặp trên thị trường Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Vậy thì 6 cái màn hình này nó khác nhau ở cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu lần lượt từng sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm đầu tiên, 2 triệu 500 nghìn đồng. Thoáng nhìn thì chúng ta cũng thấy là khá là sắc nét, giao diện cũng đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những ứng dụng. Có một số những ứng dụng cơ bản mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Ví dụ như là cũng có cả điều khiển âm thanh điện tử. Đó, cũng được. Google, bản đồ dẫn đường. Tuy nhiên, tất cả những cái thứ gì mà tích hợp trên cái màn hình này đều là miễn phí, tức là không có bản quyền. Ngoài ra, sau khi mà nghiên cứu kỹ hơn về sản phẩm này thì chúng tôi nhận thấy là cái cấu hình này thực sự là nó rất yếu. RAM là chỉ có 1GB và bộ nhớ trong chỉ có 16GB. Với cái dung lượng và bộ xử lý nhỏ như vậy thì gần như là chúng ta rất hạn chế trong cái việc là có thể cài đặt thêm những cái phần mềm thú vị, những cái ứng dụng thú vị hơn. Chính vì vậy mà cái sản phẩm này với cái mức giá 2 triệu 500 nghìn đồng, chúng tôi đánh giá rằng nó sẽ phù hợp với những quý vị mà đang sử dụng các dòng xe thương mại hay là xe tải với cái nhu cầu sử dụng rất bình thường, cơ bản. Ví dụ như là chúng ta nghe nhạc qua USB, nghe radio hoặc là camera lùi, ví dụ là như vậy. Và bây giờ đến sản phẩm thứ hai, có mức giá 4 triệu đồng. Và khi mà nghiên cứu sản phẩm này thì chúng tôi nhận thấy là cái cấu hình nó mạnh hơn. Cụ thể là màn hình này có cấu hình RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 32GB, có nghĩa là gấp đôi cái màn hình này. Và với cái cấu hình này thì chúng ta có thể thoải mái hơn trong cái việc là cài thêm một số những cái ứng dụng. Ở đây thì chúng tôi thấy ví dụ như là có ứng dụng bản đồ dẫn đường, có cảnh báo tốc độ, như vậy là rất tiện lợi khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Ngoài ra thì có cả điều khiển bằng giọng nói, ví dụ mở video nhạc trẻ. Đó, rất nhanh, phải nói là thao tác rất nhanh, nhận diện cũng rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra một số những ứng dụng khác. Cũng khá đầy đủ và cảm ứng cũng rất tốt, rất nhạy, màn hình rất nuột. Đó. Tuy nhiên,
Với cái mức giá 4 triệu đồng này và mua trên chợ online thì chúng tôi chỉ có hai vấn đề băn khoăn về sản phẩm này. Đầu tiên, đó là cái chế độ bảo hành. Khi mà mua sản phẩm trên chợ online thì người bán có nói là sản phẩm này được bảo hành 1 năm. Nhưng mà bây giờ thực sự là khi mà mua về, chúng tôi vẫn băn khoăn là nếu như bây giờ có vấn đề gì xảy ra thì liên hệ bảo hành sẽ như thế nào và ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề mà chúng ta hết sức băn khoăn. Ngoài ra, do là tất cả những cái phần mềm ở trong này vẫn là phần mềm miễn phí. Chính vì vậy mà bây giờ nếu như giả sử như chúng ta có muốn update thì rất có thể là chúng ta sẽ phải mất thêm chi phí. Và cái việc update như thế nào, ai sẽ là người hỗ trợ, ai là người chịu trách nhiệm về cái đấy thì thực sự là bây giờ chúng tôi cũng không biết là sẽ phải nhờ vả đến ai. Chính vì vậy mà với cái sản phẩm này thì chúng tôi nghĩ là sẽ rất phù hợp với những quý vị mà đang sử dụng các dòng xe kinh doanh vận tải, xe dịch vụ mà chúng ta có cái nhu cầu sử dụng trong ngắn hạn mà sau đó chúng ta có thể không quan tâm đến chất lượng lâu dài của nó, không quan tâm đến độ bền của nó và cũng không cần update, ví dụ là như vậy. Và sau đó là chúng ta có thể bán xe mà không tiếc cái màn hình thì chúng ta có thể lựa chọn này, cũng rất hợp lý. Và bây giờ đến sản phẩm số 3. Đây, chiếc màn hình này có giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Nó đắt hơn cái màn hình này 1 triệu 500 nghìn đồng. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy là về cấu hình của hai sản phẩm này là y xì nhau. Có nghĩa là RAM là cũng 2GB, bộ nhớ trong cũng là 32GB. Như vậy là về khả năng cài đặt các ứng dụng thì hai sản phẩm này là như nhau, độ mượt như nhau. Vậy thì nó phải hơn cái gì? Khác nhau đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy đó chính là tất cả những ứng dụng ở đây là bản quyền trọn đời luôn, chúng ta không phải lo lắng gì cả. Ngoài ra sản phẩm này chúng tôi nhận thấy là có một cái tính năng rất thú vị, đó chính là định vị quản lý xe từ xa. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta có thể kiểm soát được xe của chúng ta đang ở đâu, đang di chuyển với tốc độ bao nhiêu, rất tiện lợi. Ngoài ra khi mua sản phẩm này thì chúng ta còn được tặng thêm một cái camera hành trình, tiết kiệm một cái khoản chi phí. Và một tính năng nữa, đây ví dụ như là cũng từ cái chức năng điều khiển bằng giọng nói, chúng ta có thể kiểm tra phạt nguội. Ví dụ phạt nguội 30G27238. Đó, có ngay thông tin phạt nguội, chúng ta biết ngay. Với tất cả những cái đặc tính đó thì chúng tôi đánh giá rằng sản phẩm này sẽ phù hợp với những quý vị mà đang sử dụng xe gia đình, xe của nhà mình, hoặc thậm chí là xe dịch vụ nhưng mà xe của bản thân mình và chúng ta muốn sử dụng lâu dài. Nhưng mà chúng ta lại không muốn là bỏ ra một cái số tiền quá nhiều cho một cái màn hình, nhưng mà được hỗ trợ đầy đủ từ cơ sở dịch vụ. Bởi vì khi mà tìm hiểu về thương hiệu này thì chúng tôi nhận thấy là có đầy đủ các cơ sở dịch vụ trên khắp cả nước. Như vậy là chúng ta sẽ yên tâm trong suốt quá trình sử dụng về cái việc bảo hành, bảo trì và quan trọng là tất cả những cái phần mềm bản quyền trọn đời, chúng ta có thể cập nhật bất kỳ khi nào mà chúng ta thoải mái và chúng ta được hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình sử dụng. Và bây giờ đến sản phẩm thứ tư. Đây, màn hình này có mức giá là 9 triệu 800 nghìn đồng. Như vậy là so với sản phẩm trước đó, nó đắt gần gấp đôi. Vậy thì nó phải khác cái gì? Thì khác biệt đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy đó chính là chúng ta có thể cá nhân hóa cái màn hình của mình. Ví dụ, ở đây chúng ta có thể thay đổi hình nền theo mệnh. Ví dụ như tôi là mệnh thổ, chúng ta sẽ chọn màu vàng. Đó, màn hình chuyển ngay thành màu vàng theo đúng mệnh của mình. Ngoài ra, cũng trên màn hình này chúng ta có thể tùy biến cái hình ảnh của chiếc xe. Chúng ta có thể thay đổi chiếc xe theo đúng cái mẫu xe mà chúng ta đang sử dụng. Và thậm chí là có thể thay đổi cả biển số. Đây, chúng ta có thể chọn biển số này, cài đặt biển số này, lựa chọn model xe này, thậm chí là lựa chọn cả màu sắc xe. Có thể nói là rất tiện lợi. Đây, ví dụ như là xe của chúng tôi là cái xe Ford Everest và màu đỏ chẳng hạn. Có ngay. Đó, phải nói là cái khả năng tùy biến sẽ giúp chúng ta có một cái màn hình luôn có một cái cảm hứng khi mà chúng ta bước vào xe. Ngoài ra thì tất cả những cái chức năng mà chúng ta thường xuyên sử dụng trong quá trình lái xe đều có thể được sắp xếp một cách hợp lý trên màn hình. Đây, ví dụ như là camera này, đàm thoại này, dẫn đường này, hay là radio này. Và bắt đầu từ cái mức giá này, chúng tôi nhận thấy là nó là một cái bước ngoặt về màn hình giải trí. Cái màn hình nó không còn là một cái đồ vật thông thường nữa, mà nó là một cái giống như là một cái trợ lý đồng hành cùng với chúng ta trên mỗi hành trình. Tức là chúng ta có thể nói chuyện giao tiếp với cái màn hình, chúng ta có thể hỏi rất nhiều thông tin chẳng hạn. Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết? Còn 36 ngày nữa là đến Tết. Đó, còn 36 ngày nữa là đến Tết.
Như vậy là chúng ta có thể chuẩn bị về tốt hơn về những kế hoạch của mình. Hay là ví dụ một câu khác. Ông Park Hang-seo là ai? Theo Wikipedia, Park Hang-seo còn biết tờ ghi ông sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1959 tại huyện Sancheon, tỉnh Gagasima, Hàn Quốc, là một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc. Đó, quá là thú vị. Như vậy là với một người bạn như thế này, khi mà di chuyển trên đường những hành trình xa chẳng hạn, thật là tuyệt vời. Chúng ta có thể cảm thấy cái hành trình đỡ nhàm chán hơn và chúng ta lại cập nhật được rất nhiều thông tin. Ngoài những chức năng mà chúng ta vừa mới tìm hiểu kể trên, thì màn hình này còn giống như là một người trợ lý để hỗ trợ người lái xe thực hiện rất nhiều tác vụ khác nhau liên quan đến an toàn, giải trí hoặc là điều hòa. Ví dụ như là chúng ta có thể ra lệnh điều khiển điều hòa mà chỉ cần sử dụng bằng giọng nói. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến sản phẩm số 5. 15 triệu 500 nghìn đồng, một mức giá khá cao cho một cái màn hình giải trí. Vậy thì nó sẽ khác ở cái gì? Sau khi tìm hiểu thì chúng tôi nhận thấy là so với cái màn hình 9 triệu 8 này, nó gần như là bao quát đầy đủ, vẫn được cá nhân hóa, cũng giống như là một người trợ lý và cũng là một bước ngoặt về màn hình giải trí. Tuy nhiên, cái màn hình 15 triệu 500 nghìn đồng này, nó có thêm hai thứ vô cùng quan trọng. Đầu tiên, đó chính là một bộ camera 360 độ. Đây. Dĩ nhiên là những ai mà đặc biệt là những người mới lái, chúng ta có thêm camera 360 độ thì không còn gì bằng. Và thậm chí là camera 360 độ còn có thể tùy chỉnh từng góc nhìn khác nhau. Rất tiện lợi khi mà chúng ta đi vào chợ, đi vào phố đông vân vân. Và thậm chí là kể cả lái xe trên đường, nó thay luôn camera hành trình. Tiện lợi là chỗ đó. Ngoài ra, một tính năng nữa cũng quan trọng không kém, đó chính là khi mà chúng ta tắt máy thì camera tự động ghi hình. Có nghĩa là cho dù chúng ta đỗ xe ở đâu, chúng ta không nhìn thấy xe của mình, nhưng mà có bất kỳ sự việc gì xảy ra xung quanh xe, xảy ra với xe, là chúng ta có thể trích xuất lại file để có thể kiểm soát được. Như vậy là nó giá trị ở chỗ đó. Và bây giờ đến cái màn hình cuối cùng. Đây. 25 triệu đồng. Tới 25 triệu đồng. Thực sự đây là một số tiền không hề nhỏ. Có thể coi là đắt nữa. Vậy thì nó khác với những cái màn hình khác ở chỗ nào? Đầu tiên, tất cả những cái tính năng của cái màn hình giá rẻ hơn, nó đều có. Ngoài ra, cái màn hình này còn có một số những tính năng mà rất độc đáo. Ví dụ, ngoài camera 360 độ ra, thì màn hình này còn giúp chúng ta có thể là xem trực tuyến. Đây. Xem trực tuyến trên ứng dụng K-Smart. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi công tác chẳng hạn, hay chúng ta ngồi bất kỳ đâu, thậm chí là đi cả sang nước ngoài, chúng ta vẫn có thể theo dõi được chiếc xe của mình thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ứng dụng K-Smart. Đây, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ biết được là chiếc xe của chúng ta có đang còn an toàn hay không, còn đứng ở cái vị trí đó hay không, và nó có vấn đề gì xảy ra với xe hay không. Ví dụ như là có bị vặt gương hay không, có bị mất mát cái gì hay không, hay là xung quanh đang xảy ra những cái gì, hay là có ai đang sử dụng hay không. Có thể nói là chúng ta có thể kiểm soát ở bất kỳ đâu, chúng ta có thể ngồi bất kỳ chỗ nào. Quá là tiện. Đấy. Nó hơn là nó hơn ở cái chỗ đó. Ngoài ra thì nhà phân phối cũng bảo hành cái màn hình này lên tới 5 năm. 5 năm. Không biết là chúng ta có bao nhiêu người sử dụng xe quá 5 năm. Như vậy là thời gian bảo hành phải nói là hiếm có, có thể nói là cực kỳ hiếm có trên thị trường Việt Nam. Như vậy là đến đây thì chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan nhất về những cái sản phẩm xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay, với rất nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Có thể thấy rằng cho dù là nhu cầu của chúng ta là gì, số tiền là bao nhiêu, thì chúng ta vẫn có một cái sản phẩm phù hợp. Đến đây thì không hiểu là quý vị nghĩ sao, nhưng mà tôi lại đang liên tưởng tới một cái lĩnh vực khác, đó chính là điện thoại di động chẳng hạn. Thì trên thị trường điện thoại di động cũng có những cái điện thoại di động chỉ có hơn 2 triệu đồng, cũng có rất nhiều tính năng, nhưng mà cũng có những cái điện thoại di động lên tới hơn 30 triệu đồng, vài chục triệu đồng. Và sự khác biệt giữa chúng là nếu như các sản phẩm giá rẻ, chúng ta chỉ có một số những cái tính năng căn bản, và sử dụng quá trình sử dụng lâu dài có thể gây ra một số những cái vấn đề mà chúng ta cảm thấy khó chịu, ví dụ như là độ mượt mà sau quá trình sử dụng, hay là cái khả năng lưu trữ, hay là cái mức độ cập nhật, vân vân. Và cái quan trọng vô cùng đó chính là sự hỗ trợ từ nhà cung cấp có được bảo đảm hay không, cái chế độ bảo hành hậu mãi nó như thế nào. Và sau khi trải nghiệm đầy đủ 6 sản phẩm tiêu biểu này trên thị trường,
thì chúng tôi nhận thấy là bắt đầu từ đây, tức là ba sản phẩm này nó giống như là một cái màn hình giải trí bình thường, một công cụ giải trí đơn thuần. Còn từ đây trở đi, tức là từ khoảng 10 triệu đồng trở lên, thì cái màn hình nó không chỉ đơn giản là một cái thiết bị để giải trí đơn thuần nữa, mà nó đã thông minh hơn, nó chiều chuộng người sử dụng hơn, và thậm chí là nó giống như là một cái người trợ lý hỗ trợ người lái xe trong suốt quá trình sử dụng xe, và ngày càng cao cấp hơn. Và đến mức này thì có thể nói là gần như không còn thiếu một cái gì nữa. Quá thông minh và chế độ bảo hành cũng rất yên tâm. Và đến đây thì không biết là lựa chọn của quý vị là gì? Sản phẩm nào sẽ phù hợp với cái nhu cầu của mình? Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Ca. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.